Xin chào anh chị, hôm nay em sẽ xây đá ở trên hai cái máy bào đá inox HK400, cái 3 dao và cái 2 dao. Rồi mình sẽ so sánh cái thành phẩm của hai cái máy này xem nó như thế nào nha. Đầu tiên là em sẽ thử trên cái máy 2 dao trước. Em xây đá bi. Cái ống này chứa được khoảng hơn nửa ký đá. Đầy tô luôn ha. Rồi bây giờ tới cái máy 3 dao. So sánh giữa hai cái thành phẩm này, bên này là 3 dao, bên này là 2 dao. Cái 3 dao thì cái độ mịn của nó cao hơn một chút. 2 dao thì nó vẫn có những cái hạt to to này. Độ mịn và độ bông tiết của cái 3 dao nó nhỉnh hơn một chút xíu.